Vâng, em xin kính chào toàn thể cô chú anh chị các bạn yêu Phong Lan. Xin được kính chúc toàn thể cô chú anh chị các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ. Hôm nay thì Vườn Lan Trung Mã Cao Bằng sẽ gửi tới toàn thể cô chú anh chị các bạn một ít giống hoa phong lan rừng. Và cô chú anh chị các bạn đặt hàng thì qua hai số điện thoại, đó là số điện thoại 0868 376 205 và số điện thoại 0949 26 1918. Em tên là Mã Bảo Trung, em sống ở tổ 7, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Và cô chú anh chị các bạn có thể theo dõi kênh cũng như là các video em đăng tải hàng ngày thì bằng cách là bấm vào nút đăng ký và biểu tượng cái chuông ở bên cạnh thì sẽ thông tin chúng em sẽ được setup hàng ngày. Và với những đơn hàng mà cô chú anh chị các bạn đặt từ 1 triệu trở lên thì em vẫn free ship cho toàn thể cô chú anh chị các bạn trong buổi tối hôm nay và ngày mai nữa, thì em sẽ free ship cho 3 ngày nhé. Hôm qua em đã có một buổi miễn phí ship từ đơn hàng 1 triệu trở lên rồi, và hôm nay là buổi thứ hai thì kính mong cô chú anh chị các bạn ủng hộ nhé. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu với toàn thể cô chú anh chị các bạn cái dề Vanda rất là to. Thì cái dề này thì em đã treo lên rồi này. Đấy. Cái dề này rất là to đẹp. Và giá của em bán cái dề này là 1 triệu tư nhá. Rất là dài và to, nó dài tầm khoảng 1,5 m. 1,5 m, 1,6 m gì đấy. Rất là nhiều thân ạ. Và hàng lá xếp chân rết cực kỳ đẹp. Đó. Phần thứ hai đó là một cái giò giáng hương tam bảo sắc. Giò này tầm khoảng 14-15 ngọn rồi đấy. 14-15 ngọn rồi đấy. Với cái giò nó to mà nó to như thế này. Và em sẽ bán giá là 1.200.000 nhé. Cho giò này. 1.200.000 cho giò giáng hương tam bảo sắc thuần 53 này. Tiếp theo ở đây là những hàng hình cáo nguyên bản này. Cáo dề này. Và hàng bó mà gia đình chúng em muốn bán để giao lưu toàn thể cô chú anh chị các bạn. Đầu tiên em muốn giới thiệu hai cái khóm này, em bán 800.000 nhé. Có một cây một mẹ hai con này, cây này rất là đẹp đây, một mẹ hai con, rất nhiều cặp lá và một cây lá xếp rất là đẹp này. Đó, hai cây này đã rất đẹp rồi ạ. Và ở đây thêm một cây nữa là ba cây. Em bán 800.000 cho hình này nhé. Đây, 800.000 cho hình này. Tiếp theo đây là hình số hình cáo, một hình dề cáo nhé. Đây là cáo dề đây, dề cáo 1750.000. Dề này là một dề rất là đẹp này. Đó. Nguyên dề ạ, dề này dề có hình là số 1 kìa, 750.000 cho hình này. Tiếp theo ở đây là Vanda đây, 220.000 cho bó này. Rất là to và đẹp ạ. Đó. Tiếp theo ở dưới này, em có những cái hình hàng nguyên bản ở phía dưới này. Em bán sẽ giá rất là rẻ cho cô chú anh chị các bạn. Em bán 300 cho hình số 4 này nhé. Hình số 4 này em giới thiệu qua một chút này. Gồm có một mẹ 4 con. À đâu, 2 mẹ 4 con đây. Đó. 300.000 cho hình này. Rồi, số 4. Số 3 đây, 350.000. Đây ạ. Nguyên bản cực kỳ đẹp ạ. 350.000. Số 2. Số 2 là một dề này. Ô, dề này là cái dề cũ hôm nọ các bạn chưa ghép lên đây. Vẫn để giá 1.800.000 đấy ạ. Đấy. Dề này là một cái dề giá xếp rất là đẹp này. 1.800.000 cho hình số 2 này. Hình này thì chúng ta có thể mua về và đặt lên luôn. Đặt luôn lên giá thể luôn. Chứ không phải ấy. Hình này em bán 1.400.000 hình số 1 ạ. Cái này vì chưa có thời gian chúng em ghép lên. Chúng em vẫn để giao lưu với toàn thể cô chú anh chị các bạn nhé. Có 15-16 ngọn là xếp V. Đấy, rất là nhiều nụ. Em bán 1.400.000 cho hình này. Đó. Tiếp theo. Ở đây có một hình số 5 này, 400.000 này. Một cây cẩm chi một mẹ hai con này. Và một cặp mẹ con cáo lá xếp này. Đây. Hình số 5 400.000 nhé. Đây, quên nguyên bản rất là đẹp đấy ạ. 400.000 cho hình này ạ. Rồi. Hình số 6 300.000 ạ, là một dề ạ. Đây. Là một dề nguyên bản đấy ạ. 300.000 cho hình số 6 này. Tất cả những cái hình nguyên bản này thì chúng ta có thể mua về và treo hoặc có thể là trồng ngay vào chậu thì không cần phải làm thêm cái thao tác gì thêm nữa. 380.000 cho hình số 7 này. Đây. 4 cây ạ.
rất là đẹp ạ. Đây ạ. Hình số 8 300.000. Đây. 4 thân ạ. Hình số 8 rồi. Hình số 9 đây. Hình số 9 280.000 nhé. Đây, 3 thân ạ. Bác nào ưng hình này em có thể bán giá 250.000 ạ. Chữa lại số tiền 250.000. 250k cho cái nguyên bản này, rất là đẹp và cực kỳ nhẹ đấy. Đây là một cái cây một cặp mẹ con này. Nó cũng cực kỳ đẹp đây. Cặp mẹ con này em bán giá 650.000 nhá. Cho cặp này, số 10 ạ. Em phải chữa lại số cái của cái hình này. 650.000 cho hình số 10. Một mẹ một cặp mẹ con rất là to đây, như cái chồn luôn ạ, cái này. 650.000. Số 11 với hai thân này. Em bán 500k nhé, hai thân này, hai thân là CV rất là đẹp ạ. Đây ạ. Đây. 500k cho hình số 11 này. Cuối cùng, hình số 12 em bán 500k. Đây, ủi cái này hơi nặng. Đây. Hai thân ạ. Hai thân này bác nào ưng thì em vẫn có thể bán giá 400k được ạ. Số 12 có thể bán 400k được ạ. Cuối cùng ở đây, chỗ hài râu này. Hài râu hôm nay hàng vừa mới về một ít này. Toàn bộ chỗ hài râu này. Toàn bộ chỗ hài râu này bác nào lấy thì em để giá cho các bác 200.000 nhé. 200.000 chỗ hài râu này. Tiếp theo ở đây em có 3 dề hoàng thảo xoắn. Dề số 1 đây. Số 1 rất là to này, em bán 1 triệu nhé. Dề số 1 rất là to em bán 1 triệu này. Đây. Số 1 1 triệu. Số 2 350k. Hoàng thảo xoắn số 2 350k. Hoàng thảo xoắn số 3 420k. Rồi, em vừa giới thiệu xong tất cả những hàng dề cũng như là hàng nguyên bản. Cô chú anh chị các bạn lấy những hàng đấy thì nó rất là lợi về lực cũng như là về cây. Thì cây nó sẽ rất là khỏe. Lấy cái dây buộc lại. Em xếp cho này. Còn tiếp theo ở trong này là hàng kg. Bắt đầu từ hàng ở trong này là phía kg nhé. Kg em sẽ có hai loại. Đây, hôm nay em có kiều tím kiều hồng miền Trung nhé. Giá em bán là 320.000 một kg. Đây, kiều hồng đấy ạ. Kiều tím kiều hồng 320.000 một cân nhé. Bao hàng đẹp cho cô, chú, anh chị các bạn luôn ạ. Đây, hàng rất là xanh, đẹp, mướt luôn. 320.000 một cân ạ. Ở bên này, đây, kiều tím kiều hồng miền Trung. Giá chỉ có 320k một cân đấy ạ. Hàng rất là đẹp ạ. Hàng mới về. Tiếp theo, hoàng thảo Điện Biên Đông 130.000 một kg. Đây. Ở trong này, kim điệp xuân. Kim điệp xuân em bán giá 180.000 một cân, bao hàng đẹp. Hàng đẹp, hàng này không đẹp thì em không lấy tiền. Rất là đẹp luôn. Đây. Rất là đẹp luôn ạ. Đó. Rất là chuẩn. Nhất điểm hoàng 100.000 một cân. Ngọc thạch ba màu ở trong này. Ngọc thạch ba màu em bán giá là 180.000 một kg nhé. Hoàng thảo ý ngọc 300.000 một cân. Ý ngọc hôm nay em về được 2 cân đấy ạ. Một ít đùi gà trong đây. Gà cũng về rất ít này. Đấy. Rất là ít gà. Gà đẹp thì về bằng nào hết bằng đấy hết. Gà 230.000 một kg ạ. Tiếp theo, ở phía bên này, hoàng thảo hạc vĩ nhé. Đây là hoàng thảo hạc vĩ. Hạc vĩ này là hạc vĩ Bắc Lào. Giá của em bán là 280.000 một kg nhé. Hàng rất là đẹp ạ. Đây ạ, xanh ngắt đẹp luôn đấy ạ. Đó. 280.000 một cân. Đây là thập hoa. Thập hoa hôm nay có cả hàng dề ạ. Thập hoa em bán 120.000 một kg ạ. Đây. 120.000 một cân. Kiếm đỏ 80k một bó. Rồi, ở phía trong này em còn nhìn thấy một ít phi điệp vàng, hàng đẹp nữa. Ây da, hàng thập hoa hôm nay toàn hàng dề đấy ạ. Thập hoa hôm nay toàn hàng dề rất là đẹp. Đây, hoàng thảo phi điệp vàng ở trong này đây. Ui dồi, hoàng thảo phi điệp vàng đây. Phi điệp vàng 170.000 một cân ạ. Và mặt hàng hôm nay em tuyển được đẹp. Hầu như toàn cây to. Toàn cây cáo to đây. Em bán 230.000 một cân. Cho cô chú anh chị các bạn sưu tầm nhé. Đây ạ, hàng cáo lô này rất là đẹp luôn. Toàn cây tuyển cực kỳ đẹp ạ.
Đấy, trong quá trình nóng người chúng em sẽ cắt bớt rễ đi cho cô chú anh chị các bạn. Vậy tại sao chúng em không cắt rễ? Cắt rễ nó sẽ bị mất nước và nó sẽ bị héo. Chúng em để nguyên này, khi mà chúng em đóng gửi chúng em mới cắt rễ. Đây, hàng rất là to đẹp nhá. Đấy, 230.000 một cân ạ. Ở đây em có hai bó quế. Quế này là quế trắng đây nhá. Đây. Quế này là quế trắng. Quế tháng 8 đấy ạ. Đấy. Quế tháng 8. Em bán giá là 500.000 một cân nhé. Hoàng thảo xoắn kg đây. 300.000 một cân ạ, hoàng thảo xoắn ạ. Hoàng thảo xoắn này nhập đắt rồi nhưng mà lô này thì em bán cũng gần hết rồi. Và cuối cùng ở phía dưới này đó là hoàng thảo kiều vàng. Kiều vàng, riêng lô kiều vàng này hôm nay em sẽ bán thanh lý cho cô chú anh chị các bạn đây. Lô kiều vàng này đây. Em sẽ bán thanh lý cho cô chú anh chị các bạn nhé, giá 160.000 một kg ạ. Có khoảng 15 cân. 15 cân. Ok, những mặt hàng của buổi tối hôm nay thì ngoài những hàng dề, hàng nguyên bản cũng như là hàng kg thì em đã giới thiệu xong, và phần cuối cùng thì em muốn giới thiệu với cô chú anh chị các bạn cái combo. Combo là tổng hợp của rất nhiều loại lan. Và hôm nay nhà em chỉ có 10 loại thôi. Đây. 10 loại, một combo 10 loại. Hơi tối một chút nên là em sẽ giới thiệu sơ sơ qua thôi. Đuôi cáo, Vanda, tóc tiên, kim điệp, nghệ tâm, hương vani, hạc vĩ, ý ngọc, vẩy rồng, long nhãn, và điện biên đông, ngọc thạch ba màu. Đấy, 10-12 loại. Và giá của cái combo này em chỉ bán giá là 350k một combo đấy ạ. Một combo đấy ạ. Đấy, một combo 350k. Và em xin phép vào cuối video thì em xin phép được nhắc lại là em sẽ free ship từ đơn hàng từ giá trị giá là 10 triệu, à 1 triệu trở lên ạ. Free ship đơn hàng 1 triệu trở lên cho cô chú anh chị các bạn yêu Phong Lan trên cả nước nhé. Em xin được khép lại video bán hàng tại đây thôi. Xin được chúc tất cả cô chú anh chị các bạn một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình yêu thương của mình.